lời Chúa theo Thánh Marco chương 8 từ câu 14 đến câu 21. Các môn đệ quên đem bánh theo. Trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răng bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê. Và các ông bàn tán với nhau về việc các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông: sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao? Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu được bao nhiêu thúng đầy mẫu bánh? Các ông đáp: thưa được 12. Và khi thầy bẻ bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu được bao nhiêu giỏ mẫu bánh đầy? Các ông nói: thưa được 7. Người bảo các ông: anh em hiểu chưa? Quý vị và các bạn thân mến, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giê-xu ngồi trên thuyền với các môn đệ để đi về hướng Bethsaida. Người lợi dụng những giây phút rảnh rỗi để trắc nghiệm phản ứng của các ông về những phép lạ. Người đã thực hiện, đặc biệt là phép lạ bánh và cá hóa ra nhiều. Khi cảnh giác các môn đệ phải tránh men của biệt phái và men của Hê-rô-đê, Chúa Giê-xu có ám chỉ đến sự mù quáng và những thành kiến của nhóm người này. Chúa Giê-xu đã dùng chữ men để nói lên tinh thần kiêu ngạo và thái độ mù quáng ấy. Thế nhưng các môn đệ đã không hiểu được kiểu nói bóng bẩy ấy. Đầu óc các ông đầy những bận tâm về vật chất. Chúa Giê-xu mời gọi các môn đệ hãy ra khỏi những bận tâm vật chất ấy để hiểu được ý nghĩa của các phép lạ và sứ điệp của người. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, điều còn vương vấn trong tâm trí các môn đệ là bánh. Không có gì hơn, các ông không biết đi từ dấu chỉ ấy để vươn đến chỗ nhận ra uy quyền của Thiên Chúa. Chúng ta cũng thế, đầu óc chúng ta nhiều khi cũng nông cạn như thế. Nhiều khi Chúa ban cho chúng ta một ơn lành, chẳng hạn một sự thành công, một sự an ủi. Nhưng sau đó điều duy nhất chúng ta còn nhớ là sự thành công và sự an ủi đó. Chúng ta không thể vươn xa hơn một chút để có thể thấy đó là những dấu chỉ về tình thương của người. Chúng ta hãy tập trung nhìn vào những sự việc xảy ra như những dấu chỉ tới những điều cao quý hơn. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con sống giữa thế gian, nhưng luôn tìm kiếm những thứ không thuộc về thế gian, mà luôn tìm và nhận ra tình yêu cũng như quyền năng của Chúa thực hiện trong cuộc sống của chúng con. Amen.